xa cánh. Giờ còn mày về nơi phương ấy, người đã đi cho bao tháng ngày chìm quấn trong mơ. Nhớ về em trong những lúc cô đơn trở về, nhớ về em nhớ ánh mắt môi kể từ ngày. Xin chào toàn thể quý vị khán giả thân mến, quý bộ show thân mến của DVH Audio nha. Ngày hôm nay anh em DVH lại tiếp tục một combo sự kiện rất là đẹp về Sơn La đây. Về miền quê Sơn La 26 yêu dấu các bạn. Combo ngày hôm nay thì gồm 3 cặp PH112N của DB Acoustic quý vị nhá. Nó thùng cassê này hãng rất là quan tâm, là thùng cassê đen này luôn, rất là đẹp, rất là ok. Đây các bạn nhìn này, loa này đẹp luôn. Đấy. Sơn nhựa nha. Sơn nhựa này, phụ kiện hàng hãng rất là đẹp, đang lất phất có hạt mưa rồi. Đây. Sơn nhựa nó là mình gọi là sơn thôi nhưng nó không phải là sơn đâu, nó là nhựa. Nhìn nó rất là đẹp, rất là nét. Combo này thì là gồm có 6 tay 112N này, 3 thùng cassê này, 4 quả súp đơn D18125. Súp đơn này quý vị chú ý là đánh 4 con đơn này đánh mạnh nhá. 4 con đơn này đánh mạnh hơn là 2 con kép và đánh mạnh hơn tương đối nhiều luôn. Đấy anh em bên kia đang phủ bạt tại vì đang lất phất có hạt mưa rồi. Đấy, cấu hình này thì sẽ rất là thuận tiện trong quá trình vận chuyển, tức là nó nhẹ, súp nó nhẹ này, loa nó nhẹ, rất thuận tiện vận chuyển, mà đập nó cực kỳ mạnh quý vị ạ. Đánh 4 con đơn này mạnh hơn là đánh 2 con kép rất là nhiều, đánh mạnh hơn tương đối nhiều luôn. Và bên này là full tủ máy bây giờ đang làm full đen luôn, khá là đẹp. Tủ máy là full thiết bị luôn, setup sẵn rồi, anh em đi làm chỉ cần cắm dây loa, cắm dây tín hiệu là có thể sử dụng được luôn. Đấy, rực rỡ luôn. Hôm nay thì các anh ấy đi một cái xe rất là to, mình đang trêu mình bảo là cái xe này mà xuống đây mua thì có mà chở hết nửa cái xưởng nhà mình mất. Xe này thì phải chở được 6-7 bộ loa anh em ạ. Xe này chở hết 6-7 bộ luôn. Con này là xe hình như anh ấy bảo là xe 7 tấn hay sao ấy. Đấy, xe này nó có thể kéo được cái phần nóc bạt nó kéo lên nữa. Và thế này mà không biết là rủ anh em cả xã xuống đây mua loa này. Chở một chuyến này về là hết luôn. Xe này là chở loa đủ cho cả xã dùng nha. 6-7 bộ cơ mà. Xếp vào 6-7 bộ loa về tha hồ dùng luôn. Đấy, rất là rực rỡ. Xe 7 tấn thì xếp thì tha hồ anh em nhé. Đấy các bác mà đang làm cái mảng sân khấu sự kiện thì có thể tham khảo qua cái cấu hình này. Cấu hình này là một cái cấu hình rất là hợp lý bên mình. Nó rất là thuận tiện trong quá trình vận chuyển. Đây là con súp đơn này. Con súp đơn nó nhẹ nhá. Đơn côn 125 này, đánh nhẹ vận chuyển rất là nhẹ mà đánh lại mạnh quý vị. Tức là với những không gian mà vừa vừa nhỏ nhỏ quý vị có thể đánh một cặp súp đơn này, trồng cái thùng cassê này, trồng hai cặp live ray lên thì làm là ok luôn mà nó nhẹ nhàng. Đây, hai người bê rất nhẹ nhàng. Con này nó chỉ rơi vào tầm độ 50 năm mấy cân thôi. Đấy, nó nhẹ thôi nên là thuận tiện trong quá trình vận chuyển. Còn mấy con súp kép thì nó mới nặng, súp kép thì nó nặng tầm độ 90-100 cân. Đơn thì nó cưa đôi ra thì mình vận chuyển nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Đấy. Mà nhìn nếu mà đếm loa ăn tiền thì nhìn trông nó sẽ hoành tráng, trông nó rực rỡ hơn rất là nhiều các bác nhé. Đấy, cấu hình này nói chung là rất là hiệu quả, tức là súp đơn chúng ta có thể bóc tách ra. Chúng ta có thể bóc tách ra làm được những chỗ nhỏ này, chỗ to thì đánh hai cặp, chỗ nhỏ thì đánh một cặp này. Và vận chuyển nó nhẹ nhàng này và nhìn trông nó hoành tráng, tức là đếm loa ăn tiền thì là nhìn trông nó rất là hoành tráng, nó rất là rực rỡ các bác nhé. Nên là đây là một cái set vô cùng hợp lý tại DVH để các quý bồ xô có thể tham khảo qua cái cấu hình này. Đấy. Các bác quan tâm thì liên hệ trực tiếp cho DVH Audio theo số hotline bên dưới màn hình nhé. Bên mình có địa chỉ là Đồng Nhân, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội. Đấy. Đấy, mình phóng to cho các bác xem. Đấy, đây là địa chỉ bên DVH nha. Đấy, các bác quan tâm qua trực tiếp bên mình để trải nghiệm. Và bên trong xưởng nó còn rất là nhiều các cấu hình khác. Rất nhiều vô vàn các cấu hình âm thanh ở bên mình, lớn nhỏ. Từ những cấu hình bé bé 6-70 triệu cũng có này. 90-100, 120-130, 120-130 là những cấu hình bán nhiều nhất. Loan quanh tầm 150, 160, 180, 200. Tầm 150 đến 200 là những cấu hình nó khá là ok rồi. Còn những cấu hình mà 200 mấy 300 là những cấu hình mà nó VIP Pro luôn các bác. Các bác hay đi làm các cái đám to, cái đám mà nó tưng bừng, các cái dạp sự kiện, dựng những cái gian dạp sự kiện cỡ 700-800 cả ngàn mét vuông thì mình sẽ phải chơi những bộ to to. Anh em ơi, để gọn đồ vào cho người ta đi kìa. Để gọn vào. Đó, ok nhá, các bác quan tâm thì cứ qua trực tiếp đi VH Audio để trải nghiệm thực tế nhá. Xin chào và hẹn gặp lại quý bộ show thân mến. Rồi, 1, 2, 2, 2. Ok, bây giờ em sẽ... cái này là cái tổng đầu ra của bàn mixer này. Thì chú ý là cái stereo cái này thì nhớ ấn on nhé. Không nếu mà nhả cái on này ra là cả cái bàn mixer này là nó câm luôn đấy.
Thì cái này thì anh cứ để ở cái ngưỡng số 0 rồi. Đấy, để ở cái ngưỡng số 0 này nhé. Bây giờ em sẽ hướng dẫn từ bên trái sang này. Cái này thì trông nó nhiều nút thôi, nhưng mà mỗi hàng này, mỗi một hàng này thì tác dụng là nó như nhau. 8 hàng này là để cắm mic này, nó gọi là 8 line mono, để cắm mic vào các cái nhạc cụ, ví dụ như sáo, các nhạc cụ mono. Bên này là line nhạc, thì có 4 line nhạc stereo. Stereo tức là gì, là cái tín hiệu mà nó có bên trái và có bên phải. Thì các anh có thể cắm máy tính, điện thoại đây vào các cái lỗ này. Đấy, và các cái bên này cũng được này, hoặc là cắm vào cái này. Cái này bên này thì nó có lợi thế hơn là nó có cái núm chỉnh gain. Cái núm chỉnh gain này là để chỉnh cái độ nhạy đầu vào của cái line đó. Ví dụ như nếu cắm điện thoại mà tiếng nó bé quá thì mình nhấn cái nút PFL này mà thấy nó bé quá, nó nháy ở đây, nó nháy 1-2 vạch nó bé quá thì mình chỉnh cái gain lên, làm sao cho cái nhạc nó nháy ở cái chỗ tầm -15, -10 này thì ok. Thì nó sáng cái đèn PFL này. Đấy, nó nhấp nháy. Đấy, ví dụ đây. Ví dụ như đây là một cách test tín hiệu. Đấy, chạm vào là nó. Anh cứ hỏi anh Phương xem bảo cách cần cấu hình gì. Tại vì lúc nãy là em gửi tin nhắn cho hai khách. Đấy là cái cách kiểm tra line đó là đã có tín hiệu hay chưa. Đấy, bên này line mic cũng vậy. Line mic ví dụ như anh chỉ dùng bộ mic này thì ok thì không sao, nhưng nếu mà anh làm chương trình những chỗ nào mà anh cần 4 mic, 6 mic, 8 mic, anh cắm thêm các cái mic khác nữa thì đầu tiên là bật mic lên, nhấn cái nút này này. Cái nút này là để kiểm tra tín hiệu. Kiểm tra tín hiệu thì anh thấy ở đây cái tín hiệu này là nó đang ở trong cái ngưỡng này, nó khá là an toàn, -25 trừ hello. Ngưỡng này là khá là an toàn rồi. Tức là đấy là line này là đã có tín hiệu rồi nhá. Đây chỉ gọi là để hướng dẫn chung cho cả các cái mic khác thôi, còn đâu nhìn chung là cái mic này là đã setup vào hệ thống này rồi. Thì mic này thì cứ để lên như này là đủ to. Để lên cái ngưỡng số 0 này. Để đủ to như này. Alo 1 2. Nếu trường hợp mà những cái chỗ mà người ta đứng gần loa quá, ví dụ làm trong những không gian nó hẹp, người ta đứng gần loa thì nó bị rít mic, bị hú mic. Em đã cắt hú ở trên cô rồi, nhưng mà cắt nhiều là tiếng nó sẽ không hay. Nó sẽ bị mất cái tiếng tép mic, nó sẽ không có cái tiếng xì xì tới tới. Thì nếu mà người ta làm trong những cái không gian nó bé, nó hú mic thì anh kéo cái fader mic xuống một tí. Đây này, nó có từng vạch một này, một vạch, hai vạch này. Đấy, nên sao cho nó hát người ta cảm thấy đủ to. Tại vì đứng gần loa thì tai mình sẽ, gần loa thì chắc chắn mình sẽ thấy to hơn rồi. Đó. Mình đứng ở kia thì sẽ thấy to hơn phải gấp đôi so với đứng ở đây rồi. Nhưng người ta đứng gần thì chắc chắn là mic nó sẽ bắt nhiều hơn, nó sẽ rít. Thì mình điều khiển cái âm lượng mic này sao cho nó vừa phải, cho nó dễ nghe. Cái đây là cái âm sắc của cái line mic. Thì nó sẽ có bass này, hai cái núm này là trung và núm này là tép. Thì nếu mà giọng ai mà kiểu như bị bass nhiều, em là nói ví dụ nhé. Ví dụ giọng ai mà nó bị bass nhiều nó kiểu như này. Nhiều người kiểu giọng lúc nào người ta giọng người ta bass nhiều kinh khủng ấy. Thì người ở dưới nghe nó bị mệt ấy. Kiểu toàn cái trầm, cái tiếng trầm đánh vào nghe nó rất là mệt. Thì chú ý này, nghe như này rất là mệt này. Nó cứ ầm ầm lên này. Thì phải giảm cái bass này đi, xoay sang bên này giảm đi. Đấy, như giọng em nếu mà xoay sang bên này nó bị mỏng quá. Đấy, vừa nãy là ví dụ. Đấy, nếu mà giọng ai bass nhiều thì giảm bớt đi, để sao cho nó nghe nó kiểu tầm như này, kiểu tầm như này là nó là ok. Đấy, thêm nữa, nếu mà giọng ai mà kiểu như là nó mà bị trung, bị tép nó nhiều quá thì mình có thể phối hợp giữa hai cái nút này mình giảm đi. Nhất là giọng nữ mà the thế thì đầu đấy nó sẽ ở cái quãng tầm độ 3 ký mấy, 4 ký ấy. Thì bằng cái hướng này, hướng 3 giờ, xong giảm bớt cái này đi thì nó sẽ bớt được cái tiếng mà the của cái giọng nữ. Nếu mà nó hơi dít tép thì có thể giảm bớt cái núm 2 đi một tí. Đấy, tùy. Lát nữa em gửi cho cái video máy này nó sẽ chính xác. Đấy, tương tự với bên line mic thì bên này line nhạc thì cũng vậy. Dùng line nào thì nhớ ấn on nhé, on là bật tắt. Đây là mình đang ngoài trời thì nó đang sáng quá, đây nó sẽ sáng cái đèn vàng này. Thì là mình bật line, dùng line nào thì bật line đó thôi, còn các cái line mình không dùng thì mình tắt đi. Tránh tình trạng là hai cái nguồn nhạc mà nó cùng phát nhạc rồi lại nghe lại như cãi nhau ấy. Đấy, dùng ví dụ mình đang dùng line này thì nhấn on line này thì đẩy cái này, fader này là sẽ đẩy to nhỏ. Cái này là bass, trung, tép. Nếu mà anh nghe cái bản nhạc mà thấy nó hơi ít bass thì anh có thể tăng thêm một tí bass lên để nghe cho nó bass nó mạnh hơn. Còn nếu mà bản nhạc mà cảm thấy nói chung là nó thừa thiếu cái gì thì mình sẽ thay đổi ở ba cái núm này, cứ làm sao mình cảm thấy mình nghe cảm thấy nó vui vẻ, nó vừa tai là được. Ok, thế là xong cái phần nhạc. Vâng, bass, trung, tép của cái line nhạc. Ok, thế là xong. Bây giờ là sang cái phần quan trọng nhất là cái phần effect. Cái phần effect là echo và cái reverb để cho người ta hát. Thì chú ý ở đây, đây cậu quay qua cái màn hình này nhé. Cái này là 05 và 31 này. Và cái, chú ý cái số nhỏ ở trong này, cái bên 05 là số nhỏ là 3,2 giây, tức là reverb time này, 20 giây là reverb pre delay này. Bên echo chế độ số 31, 0.23 chính là 230 giây nhé, 63% là chế độ lặp lại. Đấy, thì để đúng cái chế độ như này, nếu mà trường hợp mà người ta mà ấn đi lung tung, ví dụ nếu mà người ta chuyển sang cái chế độ khác, đây người ta chuyển sang các cái chế độ khác này, thì mình nhấn nút up, nút down rồi để về đúng cái chế độ đấy. Còn nếu mà cái số bé ở trong mà bị thay đổi, cậu có thể đặt máy là gần hơn vào đây. Đến nét này. Nếu cái số bé ở trong mà bị thay đổi thì chúng ta nhấn vào đây này. Đây này, đây cậu lấy nét vào, ấn lên.
Đấy, nếu cái số bé ở trong này nó bị thay đổi thì nó sẽ là nhấn vào cái núm này rồi xoay này, thì mình cơ thay đổi sao cho nó về đúng như vậy, 0.23 với cả 63% này, bên này cũng vậy này. Đấy, nhấn vào thì sẽ chỉnh được nhé, và nhấn lần nữa thì nó sẽ chuyển sang cái ô bên cạnh. Đấy, nhìn chung là để đúng cái chế độ phanh như này thì hai là ok nhất. Phía dưới này là FX1 thì nó chính là bên 05 này, kia nó là cái tiếng reverb. Đây reverb là cái tiếng nhạc kiểu nó kéo dài cái, nó ngân dài cái giọng mình ra ấy. Còn bên này là bên echo, là lặp lại cái giọng của mình, kiểu nhạc hát bằng âm ly ấy. Đấy, như này. Alo. Nếu mà người ta hát những cái dòng nhạc mà kiểu dân ca trữ tình thì mình sẽ để cho cái kiểu nó như này. Alo. Nhạc như là hát âm ly ở quán karaoke hát kiểu như này. Cái kiểu effect như này sẽ phục vụ được đa số nhân dân. Nhưng mà nếu mà vừa nãy như em hát ấy, thì biết hát một tí, hát chuyên nghiệp ấy, thì cho người ta cái echo nó vừa đấy. Echo nhiều nghe nó không chuyên nghiệp ấy. Đấy thì cho cái reverb nó sẽ ngân cái giọng ra, thì những cái nốt cao cảm giác mình hát nó sẽ ngân dễ. Đấy, như này. Nó ngân ra. Đấy. Cái này là cái quan trọng nhất nhé. Đấy, setup thì bọn em setup hết cân bằng rồi, để hết phẳng hết rồi. Còn đâu đi làm cái nhạc này thì mình để đủ nghe thôi, tại vì mỗi cái tín hiệu, mỗi cái nguồn phát nhạc mà là nó có cái âm lượng khác nhau, rồi là mỗi có cái cùng, ví dụ cùng mở bằng con iPad ấy, nhưng mà mở cái bài nhạc remix thì bao giờ nó sẽ đánh to hơn là bài nhạc karaoke. Đấy kiểu vậy. Tức là mình ví dụ mình đẩy đến đây mình cảm thấy đủ nghe rồi thì thôi, còn nếu đến đây mà nó chưa đủ thì mình tiếp tục, mình có thể đẩy thoải mái. Mình cảm thấy đủ nghe là không, được. Không, lấy số 5 thôi. Không, mấy cái số ở đây đừng quá quan trọng. Nếu mà để đến đây nó vẫn bé, anh tiếp tục có thể để thêm. Tức là nếu mà điện thoại mà Oppo hoặc là Samsung ấy, thì tín hiệu nó sẽ bé. Còn nếu mà cắm bọn iPhone, iPod, iPad ấy, thì là tín hiệu nó to. Nó to thì mình đẩy nó bé thôi, còn nếu nó bé thì đẩy nó to lên. Cái nhạc này không vấn đề gì đâu. Tức là lá cắt giới hạn ở trên cốt rồi. Tức là khi mà trường hợp mà anh mà đánh lớn quá thì là nó sẽ nén ở trên cốt lại, nó sẽ không bị vượt cái ngưỡng chịu đựng của loa đâu. Không vượt rồi, không sợ vượt rồi quá. Đánh như vừa nãy là to lắm, đánh to thế mà đánh thôi. Đánh nó còn đèn, nó còn chưa nháy hết đèn này. Đánh vậy là to lắm rồi. Đấy, vậy thôi là thoải mái. Đấy, quay qua một chút để có ra đằng sau cháu nhắc qua ra như về dây. Và chú ý là đẩy 4 kênh thì chạy cho loa lời là vàng xanh ở phía trên. Đẩy 2 kênh thì chạy cho loa trầm là đỏ là ở dưới. Nhớ là người ta đánh chiếc loa là chỉ là do người ta cắm nhầm dây thôi. Ví dụ như là cái đầu dây này anh đang cắm vào cục đẩy chạy loa trầm, nhưng ra kia anh cắm vào loa lời đánh là chiếc loa lời đấy. Nên đấy cũng là cái lý do mà tại sao mà hãng người ta cũng không bảo hành cháy loa đâu. Nhưng tuy nhiên là chơi với hãng thì rất là an tâm, là người ta có tất cả các cái linh phụ kiện để thay thế, nên là nếu mà trường hợp xấu nhất mà chết thì ở đây là có đồ sơ cua gửi cho anh em lấy đồ đi làm, sau rồi đồ đấy thì mình sửa sau. Sửa thì nó chỉ mất 2-3 hôm thôi, nhưng mà ví dụ mình đang đi làm mình cần gấp ấy, thì báo bác gửi xe khách lên luôn, mình sẽ có đồ để mình thay thế vào đấy luôn. Bát, tép, phần tần, nói chung tất cả mọi thứ. Nhưng cái xúc thì cắm cái nào cũng được đúng không? Không, đây này kênh nó ở phía trên là kênh 1, phía dưới là kênh 2 này. Đấy, ví dụ 1 thì nó là lá bên này. Bên này à? Vâng, 2 thì nó là bên này, lá bên này. Đây 1. 1 2 thì là đang chạy vào bên này, còn đâu cái 2 cái này thì vào 3 4 xong rồi phía bên kia. Cái này thì cũng biết rồi. Đồ anh đang dùng nhà đâu, nó cũng dễ hiểu rồi. Cắm ok rồi, cái đấy place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, 'cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down myself.